Đã chọn được 10 quả áo hay chưa ạ? Nhận được quà hết rồi đúng không ạ? Các bạn ơi, hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn DJ Lee đã đem đến sân khấu của chúng ta rất nóng nhiệt hôm nay. Hạnh cũng biết sao ở trên nhảy rất là dữ, mở chuối lên dưới nhìn rất là không có cảm xúc gì cả. Wow, anh âm thanh lên cho âm mic của hai MC lớn hơn tí để em nghe nó còn nhỏ quá. Chen lớn bất tình xíu như anh nha. Rồi, Hà nói vì sao ở chương này nhạc rất là hay, DJ Lee đánh rất là bốc, mà tại sao các bạn đứng dưới không có chút cảm xúc nào hết luôn á? Trời ơi, say mê quay luôn mà chứ không có dám nhảy theo. Chỉ say mê và ngắm nhìn DJ Lee từ xa mà thôi. Wow, vậy đó hả? Mình là phải cướp cơ hội, thấy gái đẹp là mình phải sát tới liền. Mình phải nhớ nhất cái gì của Lee mà gì tốc độ mà đúng không? Mà tại sao các bạn nhát như vậy?